Chào các em. Hôm nay chúng ta giải các bài tập lượng giác, bài tập về phương trình lượng giác ở cái số trang số 14. Thì trước khi mà thầy vào giải các cái bài tập này á, thì có một bạn hỏi là như vậy là khi giải một phương trình có chứa tan và cotan thì lúc nào mình đặt điều kiện và lúc nào mình không đặt điều kiện, đúng không? Thì có vẻ là cái điều kiện nó để làm cho các em cảm thấy nó hơi rối một chút. Thì ở đây thì nói cho các em thế này: nếu gặp phương trình bình thường là đầu tiên là mình phải đặt điều kiện cái đó, đúng không? Sau đó mình mới đi giải. Nhưng mà đối với phương trình mà có chứa tan và cotan á, thì nếu ví dụ như là tan x bằng căn 3 đó, thì gặp cái phương trình này là chúng ta không có đặt điều kiện nữa, bởi vì nó chỉ có tan x thôi và nó đã bằng căn 3 rồi thì chắc chắn là x nó phải có điều kiện để cho tan x nó có nghĩa. Tan x nó có nghĩa thì nó mới bằng căn 3 được. Đó, cái này thì không đặt điều kiện. Rồi nếu mà gặp phương trình mà có chứa tan x mà nó lại bằng một hằng số như thế này rồi thì giải luôn, không đặt điều kiện. Nhưng mà ví dụ phương trình tan x bằng căn 3 nó không có nằm riêng lẻ như vậy, mà nó ví dụ như là tan x trừ căn 3 nhân cho sin x trừ 1/2 đó bằng không, ví dụ như thế này, thì ta bắt buộc phải đặt điều kiện, bởi vì nó không phải chỉ có một mình tan mà nó còn nhiều cái khác nữa, thì chúng ta phải bắt buộc đặt điều kiện. Rồi hoặc gặp phương trình tan x bằng tan 3x, tan x bằng tan 3x nó đâu phải là hằng số đâu, cái này đâu phải hằng số đâu, thì cái này em cũng phải đặt điều kiện. Được chưa? Vậy vậy phương trình chứa tan hoặc là cotan là nếu mà nó chỉ có một mình nó thôi và không có cái phương trình nào khác nữa và nó bằng hằng số thì cái này không đặt điều kiện, còn lại là em phải đặt điều kiện trước khi giải. Được chưa? Ví dụ như nhìn sơ qua cái này, nhìn sơ qua bài 20 trang 14, bài 20 trang 14, câu A có cotan, câu B có tan, câu C chỉ có sin và cos thôi. Đó, thì câu A các em phải đặt điều kiện, câu B các em phải đặt điều kiện, còn câu C này thì nó không có tan thì thôi, không đặt điều kiện. Như vậy thì không phải chỉ có tan với cotan nha, nếu mà có mẫu số thì em phải đặt điều kiện cho mẫu số khác không, nếu mà có căn thức thì phải đặt điều kiện cho biểu thức trong căn lớn hơn hoặc bằng không. Đó, còn riêng chỉ khi nào tan x bằng hằng số thì mấy em không cần phải đặt điều kiện. Được chưa? Rồi chúng ta bắt đầu giải vào bài 20 nữa. Cái đầu tiên là câu 20A. Bài 20 này trên 14 giải phương trình sau, câu A: sin 2x nhân cotan x bằng 0. Như vậy là chúng ta phải có điều kiện này. Cotan thì là cos chia sin. Vậy cotan muốn có nghĩa thì sin x phải khác 0. Sin x khác 0 là x khác KB. Được chưa? Rồi. Đặt ở đây là phương trình 1. Phương trình 1 tương đương sin 2x bằng 0 hoặc cotan x bằng 0. Sin u bằng 0, u bằng KB. Cotan bằng 0, cotan u bằng 0, u bằng bi trên 2 cộng KB.
cô tan bằng không giống như cốt bằng không. Cô tan bằng không thì tương đương với lại cốt bằng không, là bởi vì cô tan bằng cốt chi sinh, mà cốt bằng không thì u bằng bi trên hai cộng kb. Ở đây chính là x bằng bi trên hai cộng kb. Chia vế cho hai ở trên, như vậy x bằng kb trên hai, ở dưới x bằng bi trên hai cộng kb. Rồi, so với điều kiện ta có nghiệm với kẻ thực dịch nha. Mấy em vẽ hình ra không? Mấy em vẽ hình ra đây. X khác KB là 2 điểm. Đây, lúc đầu là 0, sau đó cộng thêm bi đối xứng qua. Đó, đây là 2 điểm KB. Sau đó vẽ x bằng KB trên 2. KB trên 2 nó là 4 điểm tạo thành hình vuông. X bằng 0. Rồi, 4 điểm tạo thành vuông từ đây. 4 điểm. Đúng không? Tiếp x bằng bi trên 2 cộng KB, nó là 2 điểm này. Rồi. Như vậy là hai cái điểm này đã bị loại, còn lại 2 điểm này thôi. Đó là bi trên 2 cộng KB. Bi trên 2 cộng KB. Với K thuộc dịch. Được chưa? Chúng ta lại xem câu A. Xem câu B. Tan của x trừ 30 độ bằng nhân với lại cốt của x trừ 150 độ bằng 0. Thì A nhân B bằng 0. Nhưng mà đây có tan, vì đầu tiên chúng ta đặt điều kiện trước. Phương trình 1 nha. Điều kiện tan là bằng sin chi cốt, như vậy là cốt của x trừ 30 độ khác 0. Vậy là x trừ 30 độ khác 90 độ cộng k 180 độ. Rồi chuyển vế qua x khác 120 độ cộng với k 180 độ. Được chưa? Rồi, vậy phương trình 1 tương đương A nhân B bằng 0 thì từng cái bằng 0. Tan của x trừ 30 độ bằng 0. Hoặc là cốt của x 2x trừ 150 độ bằng 0. Tan bằng 0 thì giống như sin bằng 0. Sin bằng 0 thì là u bằng KB. Ở đây không phải là KB mà là K 180 độ. Cốt u bằng 0, u bằng bi trên 2 cộng KB. Bi trên 2 tức là 90 độ cộng cho K 180 độ. Rồi chuyển vế. X sẽ bằng 30 độ cộng cho K 180 độ. Hoặc X sẽ bằng 240 chia 2 là 120 độ cộng cho K 90 độ. Với K thực chất, đúng không? Bây giờ so với điều kiện các, so với điều kiện ta có nghiệm. Nghiệm như sau, vẽ ra này. Vẽ này ngoài nháp nhưng em không vẽ vào bài nha. Vẽ ở đây còn em mà vẽ vào nháp. Đây. Đầu tiên chúng ta vẽ gì? Vẽ cái điều kiện chứ. 30 không này. 30 này, 60 này, 90 này, 120 này, 150 này, 180 này, đúng không? X khác 120 độ, đây, cộng với K 180 độ, tức là KB đó, là 120 cộng với 180, cộng với 180 là em đấy đối xứng qua, 300, đó. Vậy được hai cái điểm này, 120 và 180 độ. 120 cộng 180 là 300 nhé, 300 độ. X phải khác hai điểm này. Được chưa? Thế bây giờ biểu diễn cái họ nghiệm. Đây, 30 độ cộng K 180 độ. 30 độ này. 30 độ cộng K 180. Vậy là hai điểm này ok, an toàn. Không bị dính gì cả, đúng không? Không bị dính gì. Rồi tiếp 120 độ cộng K
90 độ thì 120, 120 là đây. Cộng với lại K90 tức là 90 độ tức là cộng K90 độ, cứ mỗi lần như vậy là cộng 90 độ vào. 120 cộng 90 độ ra điểm này. Cộng 90 độ ra điểm này. Cộng 90 độ ra điểm này. Còn không thì mấy em có thể chia làm 4 đúng không? Chia 2 rồi xong chia 4. Nó tóm lại là 120 độ cộng K90 độ thì nó chính là khi biểu diễn nó đường tròn đường giác, nó được 4 điểm, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đó. Như vậy là hai cái điểm này đã bị loại. Chỉ còn lại hai điểm này thôi. Thì số đo hai điểm này là 30 độ cộng cho K 180 độ. Ta có nghiệm là x bằng 30 độ cộng cho K 180 độ với K thuộc thuộc x. Được chưa? Đó, anh em coi lại cái cách biểu diễn mà tôi đăng video hôm trước ấy, nha. Tiếp tục câu C. Bài này thì không có điều kiện gì rồi, đúng không? Không có điều kiện gì. Chúng ta cứ giải nó bình thường thôi. A nhân B bằng 0 thì là từng cái bằng 0. Cos 2x bằng 1 phần 2. Sin 2x bằng căn 3 chia 2. Rồi giải ra 1 phần 2 là cos của pi trên 3. Cos pi trên 3 dưới sin 2x cũng là sin pi trên 3 luôn. Căn 3 chia 2 là sin pi trên 3. Như vậy ra là 2x bằng pi trên 3 cộng trừ pi trên 3 cộng K2pi. Ở dưới là 2x bằng pi trên 3 cộng K2pi với lại pi trừ pi trên 3. Pi trừ pi trên 3 là 2pi trên 3 cộng K2pi. Rồi vậy giải ra là x bằng cộng trừ pi trên 6 cộng cho k pi. Ở dưới x bằng pi trên 6 cộng k pi với lại x bằng pi trên 3 cộng k pi. Thì ở đây chúng ta thấy hai cái họ này nó cách chung một cái họ là pi trên 6, đúng không? Pi trên 6 đó, cho nên là chúng ta ghi là vậy nghiệm của phương trình x bằng cộng trừ pi trên 6 cộng k pi. Ở dưới chúng ta không ghi lại nữa bởi vì nó chung cái họ này nè. Rồi x bằng pi trên 3 cộng k pi đó, ghi vậy thôi với k thuộc x. Được chưa? Rồi tiếp tục nha. Tiếp theo chúng ta đến với các cái câu D, E, F của cái bài số 20 các em. Alo. Rồi câu D. 3 lần tan x cộng căn 3 nhân với 2 sin x trừ 1 bằng 0. Chúng ta thấy có tan đúng không? Chúng ta phải đặt điều kiện trước. Tan thì là sin chia cos, vậy là cos x khác 0. Rồi x khác pi trên 2 cộng k pi. Rồi. Nó lên phương trình 1. Phương trình 1 tương đương. Tan x bằng trừ căn 3 trên 3 với lại sin x bằng 1 phần 2 trừ căn 3 trên 3 thì nó chính là tan của trừ pi trên 6. Tan x bằng tan của trừ pi trên 6. Ở dưới là 1 phần 2 á, là 1 phần 2 là sin của pi trên 6. Vậy ra là bằng trừ pi trên 6 cộng K2pi, xin lỗi, cộng KB. Ở dưới là x bằng pi trên 6 cộng KB K2pi, hoặc là x bằng pi trừ pi trên 6 tức là 5pi trên 6
Cầm cho kê hai bi. Đúng chưa? Rồi, thì chúng ta vẽ, vẽ hình ra. X nó khác bi trên 2 cộng kê bi nha. Là hai cái điểm này. Không là bi trên 2 này. Cộng kê bi là điểm này, đúng không? Rồi x khác trừ bi trên 6. Trừ bi trên 6 tức là trừ trừ bi trên 6 tức là trừ 30 độ. Đây này. 30 60 này. Đây là trừ bi trên 6 này. Nhưng mà cộng kê bi thì em cộng thêm bi, trừ bi trên 6 mà cộng thêm bi nó ra là 5 bi trên 6, nó là cái điểm này đối xứng với này. Và nó là 5 bi trên 6. Được chưa? Rồi tiếp tục cái hạ dưới là bi trên 6 cộng kê 2 bi, nó là điểm này. Rồi 5 bi trên 6 cộng kê 2 bi, nó là điểm này. Đó. Như vậy là không có điểm nào bị dính vô hai cái điểm này hết, đúng không? Nhưng nhờ cái vẽ này ra này mà em thấy là cái điểm mà 5 bi trên 6 cộng kê 2 bi nó đã có mặt trong hai cái điểm này rồi. Có mặt trong hai điểm này rồi. Cho nên khi mà ghi nghiệm trở lại á, chúng ta chỉ cần ghi cái họ là trừ bi trên 6 cộng kê bi là đủ, không có cần ghi cái họ là 5 bi trên 6 cộng kê bi, kê 2 bi. Sau đó mình ghi thêm cái nữa này, chỗ này là bi trên 6 cộng kê 2 bi. Đúng không? À, mày ghi là so với điều kiện ta có nghiệm. Nhờ cái vẽ ra mà mình thấy ha. So với điều kiện ta có nghiệm. X bằng đó là trừ bi trên 6 cộng kê 2 bi, xin lỗi cộng kê bi. Hoặc x bằng bi trên 6 cộng kê bi, kê 2 bi. Đó. Với kê thập x. Được chưa? Nhờ vẽ ra mà mình thấy là cái họ 5 bi trên 6 nó trùng vào hai cái điểm này. Rồi. Tiếp theo câu E. Chứ đó là câu E nó đề nó là tan 2x cộng 60 độ nhân với cos của x cộng 75 độ bằng 0, đúng không? Vậy là chúng ta phải đặt điều kiện cho tan có nghĩa này. Là điều kiện là cos của 2x cộng 60 độ khác 0. Như vậy là 2x cộng 60 độ khác bi trên 2 cộng kê bi, tức là 90 độ cộng kê 180 độ. Như vậy chuyển vế qua là 30. 30 chia cho 2 là 15. 15 độ cộng kê 90 độ. Được chưa? Rồi. Phương trình này là phương trình 1 đi. Được chưa nào? Một tương đương tan bằng không hoặc là cos x cộng 75 độ bằng không. Tan u bằng không, u bằng kê bi, giống như sin bằng không vậy mấy. Bởi vì tan nó giống nó bằng sin chia cos mà. Tan bằng không thì tương đương với sin bằng không. Sin bằng không thì là u bằng kê bi. Ở đây không phải là kê bi mà là kê 180 độ. Ở dưới là x cos u bằng không, u bằng bi trên 2 cộng kê bi. Bi trên 2 tức là 90 độ cộng kê bi là kê 180 độ. Rồi, mấy em chuyển vế qua. X bằng trừ 30 cộng k 180 chia 2 là k 90. Ở dưới x bằng 15 cộng cho k 180 độ. Đó. Được chưa? Như vậy ra là bây giờ chúng ta vẽ so trên đường tròn lượng giác. Cái chỗ này là 15 độ cộng kê 90 độ. 30 này, 30 này. 60 này, 90, 15 là nó ở giữa 30 này, đúng không? Như vậy thì ở đây vẽ thì cũng được nha. Nhưng mà ở đây mấy em thấy là nếu mà em nhận xét tốt á thì em thấy là 15 độ cộng kê 90 độ
với lại là trừ 30 độ cộng K 90 độ. Thì hai cái điểm bắt đầu á, hai cái điểm bắt đầu nó không có trùng nhau. Một cái là 15, một cái là 30. Trừ 30, 15, một cái là trừ 30. Thì nó sẽ không có trùng nhau được, đúng không? Cho nên là cái họ này là chắc chắn nó không có trùng vô đây nè. Có chăng là cái họ này nó bị trùng. Thì bây giờ thì vẽ lại nha, vẽ nó to lên cho mấy em thấy. Đây, đầu tiên là thầy vẽ 15 độ, đây là 30 độ này, 60 độ này, 90 độ này. Như vậy 15 độ là ngay đây, 15 độ. Rồi sau đó cộng với K90 thì mấy em, tức là 4 điểm tạo thành hình vuông. Mấy em chia ra 2 trước. Chia cho 2 trước này, đó. Chia cho 2 trước. Sau đó là chia đôi thằng này nữa, chia đôi này. Vuông góc nha, vuông góc. Đó, nó tạo thành 4 điểm tạo thành hình vuông. Rồi. Đây chính là cái họ 15 độ cộng K 90 độ. Tiếp theo, thầy vẽ cái họ trừ 30 độ cộng K 90 độ. Trừ 30 độ này, đây là 30 này, đây là 60 này, đó, đây là trừ 30 này. Cộng K 90 độ, thì em đầu tiên chia đôi ra. Đó, chia đôi, thấy chưa? Sau đó vẽ vuông góc tiếp, vẽ vuông góc tiếp, đây. Đó, 4 điểm này, 1, 2, 3. 4 điểm này. Rõ ràng 4 điểm này nó không rơi vào 4 cái điểm màu đỏ này, đúng không? Tiếp cái họ này 15 độ cộng K 180 độ. 15 độ mấy em, 15 độ. Đây này, nãy 15 đây. Cộng cho 180, cộng cho 180 đây. Như vậy là hai cái điểm này là nó dính vô 4 cái điểm này nè, 4 điểm màu đỏ này nè. Đó. 4 điểm màu đỏ là bị loại này, đúng không? 1 2 3 4 điểm màu đỏ. Như vậy là so với điều kiện thì chúng ta chỉ còn là 4 cái điểm này thôi. Bốn cái điểm đó chính là trừ 30 độ cộng K 90 độ. Em ghi là so với điều kiện ta có nghiệm. So với điều kiện ta có nghiệm. X bằng trừ 30 độ cộng cho K 90 độ. Với K phục dịch. Được chưa? Rồi, chúng ta qua tiếp câu cuối cùng của cái bản này, hay là của em. Thì phương trình này nó không có điều kiện gì hết, đúng không? Phương trình này nó chỉ có cốt thôi mà, nó không có mẫu luôn. Như vậy chúng ta tương đương luôn ha. A nhân B bằng 0 thì từng cái bằng 0. Như vậy là cos x bằng trừ 2. Chỗ này là cos 2x bằng 1 phần 3. Cos x bằng trừ 2 thì sao? Trừ 2 là nó là số biến trừ 1 rồi. Cho nên phương trình này nó vô nghiệm. Rồi. Cos x bằng 1 phần 3 thì 1 phần 3 là chắc chắn có nghiệm rồi đó. Nhưng mà do cái 1 phần 3 này là cái nghiệm bấm shift, bấm cos 1 phần 3 nó ra cái số xấu, cái góc nó không đẹp. Cho nên chúng ta dùng ạt ha. Vậy là 2x bằng cộng trừ ạt cos 1 phần 3 cộng K 2B. Đúng không? Chia 2 vế cho 2 nữa ta ra được nghiệm. X bằng cộng trừ 1 phần 2 của ạt cos 1 phần 3 cộng cho K KB với K thuộc dịch. Đúng nha. Đó. Đó chính là bài giải của ba cái câu tiếp theo của bài 2. Hai cái câu cuối cùng của cái bài số 20 ha. Đó là câu 20G và câu 20H. Cái câu 20G phương trình là sin x cộng 1 nhân với lại là 2 có thay x trừ căn 2 bằng 0. Vậy nó có dạng là A nhân B bằng 0 ha. Vậy là từng cái bằng 0. Tức là sin x bằng trừ 1. Với lại là cos 2x bằng căn 2 chia 2.
Sin hai x bằng trừ 1 thì đó là phương trình đặc biệt, đúng không? X bằng b trừ b trên 2 cộng cho k2b. Cos 2x bằng căn 2 trên 2. Căn 2 trên 2 là cos của b trên 4. Nhân shift nhân cos nhân căn 2 trừ 2 để ra b trên 4. À. Như vậy là 2x bằng cộng trừ b trên 4 cộng k2b. Đây, chia 2 với cho 2 nữa là xong hả? Rồi x bằng trừ b trên 2 cộng k2b, đó là thầy ghi lại. Ở dưới là x bằng cộng trừ b trên 8 cộng kb. Được chưa? Trong đó k ghép. Rồi, xong bài 20. Câu H. Sin 2x trừ 1 nhân với cos x cộng 1 bằng 0. Nguyên nhân này không có tan, cũng không có mẫu, đúng không? Chúng ta không cần đặt điều kiện gì cả, tương đương luôn, đúng không? A nhân B bằng 0 thì từng cái bằng 0. Vậy là sin 2x bằng 1, vậy là cos x bằng trừ 1. Sin u bằng 1 là phương trình đặc biệt, u bằng b trên 2 cộng kb, k2b. Ở dưới là cos x bằng trừ 1 cũng là phương trình đặc biệt, u bằng b cộng k2b. Ở trên thì chia 2 với cho 2. Vậy x bằng b trên 4 cộng cho kb. Ở dưới ghi lại thôi, b cộng k2b. Trong đó k thuộc z. Rồi, vậy kết thúc cái bài số 20 nha.